Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Đôi điều chia sẻ về giao dịch trên thị trường ngoại hối. Những gì bạn sắp đọc dưới đây có thể sẽ khiến bạn bất ngờ và nó có lẽ không phải là những điều bạn muốn nghe về giao dịch trên thị trường ngoại hối. Nó có thể khiến những bậc thầy não nàng và giới truyền thông tức giận bởi nó dựa theo những sự thật mà không bị nọc bớt về ngành công nghiệp ngoại hối. Tất cả những điều này bạn cần biết trước khi thực hiện thêm bất kỳ một giao dịch nào nữa. Nếu bạn không muốn bị nghiền nát và đá văng ra khỏi thị trường, bạn cần đọc kỹ và ghi nhớ những gì tôi sắp chia sẻ với bạn dưới đây. Những phương tiện truyền thông trực tuyến và những lời tuyên truyền mà hàng ngày các bạn vẫn nghe đi, nghe lại có một mục đích: lùa gà vào giọ. Vâng, gà ở đây chính là các bạn. Và chắc chắn rồi, họ không muốn bạn biết. Về cơ bản, ngành công nghiệp này muốn bạn giao dịch mà không có sự chuẩn bị kỹ càng về học tập, không có kiến thức rõ ràng rằng bạn đang làm gì. Bởi vì họ biết đó là cách nhanh nhất để móc những đồng đô la từ chiếc túi lẹp xẹp của bạn. Xin đừng trách móc tôi. Tôi không có ý rằng bạn không bao giờ có thể thành công với thị trường ngoại hối. Nếu bạn vẫn còn đang đi theo lối mòn của đám đông ngoài kia, nhiều khả năng rằng bạn vẫn đang vật lộn với hàng tỷ thứ lý thuyết, với tài khoản thì teo tóp dần. Đây chính là thứ mà ngành công nghiệp này muốn bạn hành động, như một con lợn béo chỉ chờ ngày đưa vào lò mổ. Nếu bạn là người đang tìm hiểu về thị trường ngoại hối, hay là người đang bắt đầu thử giao dịch với tài khoản thật của mình, bài viết ngày hôm nay tôi dành cho bạn. Hãy đọc nó. Cách thị trường ngoại hối hoạt động trong thực tế. Có thể bạn chưa đọc được những điều này ở bất cứ nơi đâu. Bạn có lẽ chưa hình dung ra chính bản thân bạn đang bị lừa bởi cỗ máy Forex. Ngành công nghiệp này làm cho mọi cách kéo bạn tập trung vào sự hào nhoáng của nó, những điểm tốt đẹp nhất của nó. Sự thật là, phần lớn những trang blog, những diễn đàn, những trang web, giới truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho những trader hiểu sai về rủi ro và lợi nhuận có thể có trong hoạt động giao dịch ngoại hối. Về cơ bản, chúng hướng bạn đến lò mổ, tức thị trường ngoại hối. Thị trường và những nhà môi giới không mảy may quan tâm nếu bạn thua lỗ. Và nếu bạn kiếm được lợi nhuận khá thì họ sẽ để ý bạn, cho bạn vào list tài khoản theo dõi. Bạn sẽ bị hút máu từ từ, từng chút một. Khi bạn giao dịch với nhà môi giới ngoại hối của mình, họ luôn luôn kiếm được tiền môi giới dù bạn thắng hay thua. Ngành công nghiệp này chật cứng những môi giới, lúc nào cũng chỉ muốn và tác động khiến bạn giao dịch thật nhiều nhất có thể. Họ không cần biết và không quan tâm là bạn đã được học những kiến thức cơ bản hay chưa, đã có kinh nghiệm hiểu biết gì chưa. Khối lượng kiến thức mà bạn biết càng ít, số tiền mà bạn đánh bạc với thị trường và mất đi càng nhiều. Bạn đang có ý định hoặc đang giao dịch với một tài khoản thật, trong khi chưa có kiến thức đầy đủ nhất có thể thì hãy dừng lại ngay lập tức. Bạn đang lò dò đi trên một bãi mìn mà không hề biết những quả mìn được giấu ở đâu. Hãy dừng lại. Bạn không nên bỏ tiền ra mua những con robot được quảng cáo sẽ giúp bạn kiếm vài nghìn đô la một tháng mà chẳng cần làm gì, hay những khóa học, những buổi hội thảo hứa hẹn đem lại sự giàu có nhanh chóng. Bạn cần học để hiểu thị trường, đọc được những tín hiệu lớn. Hãy tự mình giao dịch và học hỏi qua những lần thành công lẫn thất bại. Đừng giao dịch theo người khác. Đừng giao dịch theo robot. Hạ cánh xuống mặt đất thực tại và nhìn rõ những gì đang diễn ra trong thực tế. Nếu bạn đang có những hy vọng và kỳ vọng lớn lao về giao dịch ngoại hối, tôi sẽ không phải là người bảo bạn đừng nằm mơ nữa. Tôi là người sẽ kéo bạn đứng trong thực tế. Một khi kỳ vọng của bạn không khớp với thực tế, đó là lúc những nỗi đau đớn xảy ra. Bạn có lẽ đã từng nhiều lần nhìn thấy những phần mềm được giao bán với những hứa hẹn tuyệt vời về số tiền bạn có thể kiếm được mà thậm chí chẳng phải làm gì. Suy nghĩ gì cho mệt. Họ đưa cho bạn xem hàng loạt ảnh chụp với những tài khoản giao dịch thật với kết quả trong mơ. Hãy cẩn thận, chúng dễ dàng được chỉnh sửa hay tạo ra với Photoshop. Đây cũng chính là lý do tôi không bao giờ show tài khoản của mình với các bạn. Tôi tin rằng những gì bạn đọc được ở blog này, bạn có thể đánh giá được khả năng giao dịch của tôi. Đừng tin vào những điều bạn nghe,
và một nửa những gì bạn thấy. Với những khóa học hay buổi hội thảo, thường là để bán hàng. Đừng tin nếu chỉ thấy họ đưa cho bạn những hình ảnh hoành tráng, giàu có của những trader thành công. Tôi nhớ đến một khóa học ngoại hối của Jim Miguang do Babylon tổ chức. Hồi tôi mới tìm hiểu về thị trường ngoại hối, luôn đầy hình ảnh của những siêu xe và biệt thự. Tôi không đi học khóa học này và nghe được rất nhiều lời phàn nàn trên một số diễn đàn về chương trình học này. Tất cả những điều họ muốn và cố gắng làm là đem đến một cái nhìn lệch lạc, đầy mộng mơ với bạn. Đừng bao giờ quá tự tin khi bạn vẫn đang là tay mơ. Tự tin thái quá là một trong những vấn đề lớn của những người tham gia, đặc biệt là sau khi họ rất thành công với tài khoản demo. Không biết bao nhiêu lần tôi được nghe chia sẻ từ các bạn, chỉ trong một lúc tài khoản mất 1/2 số tiền hay thậm chí cháy luôn. Phần lớn người mới đều không sử dụng cắt lỗ, stop loss. Hãy nhớ đến sự kiện Thụy Sĩ thả nổi đồng franc của họ khiến nó tăng giá gần 30% giá trị so với đồng đô la và euro trong vài giây. Kể cả bạn đánh khối lượng 0,1 lót thì với số tiền mà bạn mất trong vài giây là quá khủng khiếp. Giao dịch ngoại hối là hình thức đầu tư ngắn hạn hơn so với chứng khoán rất nhiều. Bạn chẳng thể giữ một lệnh trong vài tháng hay một năm như chứng khoán được. Và đặc biệt hơn, stop loss là thứ bạn bắt buộc phải có để sinh tồn. Đừng bao giờ thực hiện một lệnh giao dịch khi chưa có điểm stop loss. Rất có thể, ngay khi lệnh của bạn được đưa vào thị trường và bạn đang thiết lập ngay lập tức cho nó điểm cắt lỗ, thì với vài giây ngắn ngủi ấy, tài khoản của bạn đã cháy. Đừng tự tin nếu bạn đang có vài lệnh thắng liên tiếp. Đừng nghĩ bạn đã sớm hiểu được thị trường. Đừng nghĩ bạn nắm thóp được nhà cái. Bạn sẽ trả lại hết lợi nhuận cho thị trường rất sớm thôi. Tôi mất nhiều năm thua lỗ và học hỏi liên tục trước khi biết được mình đang làm gì và cần làm gì để tồn tại với thị trường và kiếm được tiền từ nó. Nếu bạn đang là người mới hay thời gian giao dịch chưa nhiều, đừng bao giờ chủ quan. Hãy giao dịch với một tài khoản nhỏ và xác định mục tiêu ban đầu của bạn không phải là kiếm được nhiều tiền, mà đơn giản là bạn không làm tài khoản bị cháy và học hỏi cách quan sát thị trường biến động. Tôi và nhiều người tôi biết rằng kiếm được tiền thực sự từ thị trường ngoại hối, mất nhiều năm để có thể tạm hiểu được những gì đang diễn ra trên thị trường và giao dịch một cách hợp lý. Tôi thấy rằng sẽ may mắn cho bạn hơn nếu ngay khi bắt đầu, bạn gặp phải thua lỗ hay thậm chí cháy một vài tài khoản. Thành công và kiếm được nhiều tiền ngay khi bước chân vào thị trường khắc nghiệt này có thể sẽ trở thành một thảm họa. Rất nhiều người nghĩ rằng vì họ thành công ở một lĩnh vực nào đó thì họ cũng có thể làm điều tương tự khi giao dịch với thị trường ngoại hối. Bạn bè tôi và những người tôi biết, họ đều là những người rất thành công ở các lĩnh vực như bất động sản, điện thoại, nhà hàng, nhưng đều đã mất rất nhiều tiền với tài khoản Forex và chứng khoán. Suy nghĩ này chắc chắn là một sai lầm. Trading như mọi lĩnh vực khác, bạn cần bỏ thời gian dài và công sức, tiền bạc để học cách hiểu nó. Cái tôi và sự điên rồ. Bạn, người đang đọc những dòng chữ này, có thể là một trader lâu năm, 2 đến 5 năm hoặc nhiều hơn nữa. Nhiều kinh nghiệm nhưng bạn vẫn đang loay hoay chật vật trong thua lỗ và thất vọng. Nếu bạn đang như vậy, hãy nghiêm túc nhìn lại cách mình giao dịch, những lỗi mắc đi mắc lại, lặp đi lặp lại, những thói quen xấu mà tôi đã đề cập rất nhiều trong các bài viết khác. Phải chăng bạn biết mình đang gặp phải những vấn đề đó nhưng lại không thay đổi được? Một người có cái tôi quá lớn, tính tình ngạo mạn, tự kiêu sẽ không thể thành công với giao dịch ngoại hối. Bạn không bao giờ khôn ngoan hơn thị trường và thị trường luôn luôn đúng. Việc không biết được những lỗi mình mắc phải và luôn luôn loay hoay đi tìm những chén thánh, những cách thức kiếm tiền hoàn hảo là lý do khiến phần lớn người tham gia thua lỗ. Trading là hoạt động mà bạn vừa tiến hành, vừa sửa lỗi và học hỏi. Học, học lữa, học mãi. Bạn sẽ phải học hỏi đến hết đời vì bạn có thể giao dịch cho đến khi bước sang thế giới bên kia. Hãy để ý đến những lỗi bạn mắc phải lặp đi, lặp lại. Viết chúng ra những tờ lốt màu vàng và dán ngay vào màn hình máy tính trước mặt bạn. Bạn cần định danh chính xác chúng và dần dần thay đổi để loại bỏ chúng. Và tôi thực lòng khuyên bạn rằng,
bạn nên xem xét lại nếu 4 đến 5 năm đã trôi qua mà bạn vẫn thua lỗ triền miên với thị trường ngoại hối. Rất có thể bạn không hợp với lĩnh vực kinh doanh này. Hãy dừng lại và dồn tiền bạc, thời gian, tâm trí cho công việc khác bạn nhé. Đừng mắc lừa bởi suy nghĩ những sự kiện lớn sẽ diễn ra ngay đây, bạn sẽ chỉ thất vọng mà thôi. Bạn biết rằng có nhiều người kiếm được rất nhiều tiền với Forex. Vâng, đúng vậy. Và có thể bạn không để ý, nhưng tôi biết có nhiều người hơn thế nhiều, nhiều, rất nhiều lần mất tiền với Forex, 90-95% so với 5-10%. Nếu bạn không ý thức được rõ ràng rằng mình đang làm gì, nếu bạn không có cho mình một phương pháp hợp lý, không có kỹ năng quản lý vốn, thì bạn chắc hẳn đang nằm trong danh sách dài bất tận của những gã thua cuộc. Hãy thật cẩn thận, tôi biết bạn vẫn luôn muốn tìm những cách, những con đường để chiến thắng, và cả chiến thắng bằng cách nhàn hạ nhất như mua robot chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo với bạn rằng, không có bất kỳ hệ thống nào, phương pháp nào giúp bạn giàu lên nhanh chóng qua vài đêm với Forex, cũng không có con robot nào kiếm được tiền cho bạn trong dài hạn mà bạn chẳng cần phải làm gì ngoài việc cài nó vào máy tính. Con đường và cách thức tôi giao dịch dựa trên sự đơn giản và logic, khả năng đọc chính xác những biểu đồ. Nếu bạn không thể đọc và hiểu biểu đồ giá, từ đó hiểu được điều gì đang diễn ra trên thị trường, hãy vứt bỏ hết những phương pháp và kiến thức hỗn tạp mơ hồ đi, bởi bạn sẽ chẳng thể thành công. Tôi giao dịch theo phương pháp diễn biến giá Price Action. Tôi sử dụng biểu đồ gần như bản gốc với chỉ nến nhật, biểu thị giá. Không có hàng loạt những chỉ báo lằng nhằng, những đường A, đường B, những gì nhìn thị trường tưởng là cao siêu. Tôi tập trung vào thứ nguyên sơ và cơ bản nhất, thứ tài liệu gốc từ thị trường. Và blog này là nơi tôi sẽ chia sẻ mọi điều với bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi đến hết video. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.